Không lẽ không có ai đối với các người sao? Cai Phong phủ đã bị bổn phủ tiếp quản rồi. Hả? Cái gì? Cái gì? Nói láo, không thể nào như vậy. Tên bại hoại như ngươi, vốn dĩ không có tư cách tiếp quản vị trí của ba đại nhân, cút ra ngoài, cút đi. Cho dù các ngươi có đồng ý hay không, đây là thánh chỉ của hoàng thượng. Không chỉ có các ngươi không có tư cách chất vấn bổn phủ, luôn sự đi ở của các ngươi cũng phải nghe theo sự sắp xếp của bổn phủ đó. Ông muốn sao đây? Bổn phủ đã quyết định để Dương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ đều đến gia môn gần Hương Trấn làm gia sai. Ông lập tức khởi hành, không được chậm trễ. Tiểu nhân bị ổi, ông có ý muốn chia rẽ chúng tôi, để chúng tôi không thể lật án cho bà đại nhân có phải không? Vậy thì sao hả? Người đáng ghét. Bình tĩnh đi. Dương Triều. Mọi người bảo trọng. Bây giờ Điền Thăng chấp trưởng khai phòng phủ, không biết sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó với các người. Các người nhất định phải hết sức cẩn thận. Không sai, chúng tôi khi có cơ hội sẽ trở về tìm chứng cứ cứu bao đại nhân. Được rồi, được rồi, thời gian không còn sớm nữa, các người mau lên thuyền đi. Chúng ta đi thôi. Đi đi. Đi. Khoan đã. Âu Dương Trạng Sư, sao ông lại đến đây? Sau khi bốn người đi lần này, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Tôi làm sao có thể không tìm các người chứ? Ông Dương Trạng Sư, sau khi chúng tôi đi, chuyện của Khai Phong phủ còn phải nhờ vào ông giúp đỡ nhiều rồi. Yên tâm đi, chuyện của Khai Phong phủ cũng tức là chuyện của tôi. Đa tạ. Ông Dương Trạng Sư, nếu Khai Phong phủ có gì bất trắc, nhất định phải thông báo cho chúng tôi biết. Dù có dầu dầu sôi lửa bỏng, quyết không từ nan. Đa tạ. Bảo trọng. 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 Đi đường bình an. Cáo từ. Bảo trọng, công tôn tiên sinh. Bảo trọng. Âu Dương Trạng Sư, tại hạ bằng một số công vụ xin đi trước một bước. Tự nhiên. Thật là không biết tại sao lại xảy ra chuyện này. Bây giờ họ cũng đi rồi, bao đại nhân thì vào đại lao, Thắng Nam và Triển Hộp về lại không biết đi đâu. Hai chúng ta phải tứ diện đối địch rồi. Yên tâm đi, cái gọi là cát nhân tự có thiên tướng, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, không cần lo nhiều như vậy. Có phải Quỳnh là nhị thúc của Thắng Nam hay không vậy? Bây giờ Thắng Nam xảy ra chuyện, Quỳnh không lo chút nào sao? Mũi tưởng ta thật sự không có chuyện gì làm sao? Nói nhỏ cho mũi biết, thật ra Triển Chiêu là do ta tìm người cứu đi. Hả? Về nhà thôi. Rốt cuộc mũi muốn nhốt Quỳnh tới khi nào đi? Triển đại ca, Quỳnh đừng sốt ruột như vậy. Thắng Nam, Triển Hộ về. Nhị thúc, Minh Nguyệt. Bây giờ Khai Phong phủ sao rồi? Điền Thăng đã tạm thay chức vụ của ba đại nhân Trương Long Triệu Hổ, Dương Triệu Mã Hán để bị điều đi hết rồi. Bây giờ Khai Phong phủ giống như bãi cát cầm nước vậy. Còn có gì quan trọng hơn? Chính là hoàng thượng đã hạ chỉ phải toàn lực chấp đã hai người. Đều tại tôi, nếu không phải tôi, sự việc đã không ra nông nổi này. Đừng nói như vậy Triển đại ca, chuyện này vốn dĩ không liên quan tới huynh. Nếu tôi bắt được Lâm Nhất Đao, Khai Phong phủ đã sớm thoát tội danh đây rồi, cũng không cần phải ra nông nổi như ngày hôm nay. Không được, tôi phải đi tìm họ, tôi phải đi cứu bà đại nhân. Không được Triển đại ca, Quỳnh không được đi đâu hết. Quỳnh làm sao đi cứu người đây? Bây giờ Quỳnh là khâm phạm triều đình, đi là tìm con đường chết. Thì dù tìm chết tôi cũng phải đi, tôi không thể ích kỷ như vậy, trốn ở đây không lo chuyện bên ngoài. Triển đại ca. Quỳnh đừng cản ta. Đi 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 đi, cho Quỳnh ấy đi đi. Sớm biết Quỳnh ngu như vậy á,
tôi sẽ không cầu xin đám bạn bè lục lâm của tôi cứu huynh. Huynh tưởng huynh tìm chết như vậy rất anh hùng, rất vĩ đại sao? Có thể một đổi 100 sao? Thật ra huynh làm vậy chỉ là trốn tránh trách nhiệm. Huynh làm vậy không thấy có lỗi với ân bồi đáp của bà đại nhân đối với huynh hay sao? Huynh làm vậy huynh không thấy có lỗi với tình nghĩa huynh đệ đối với huynh sao? Huynh làm vậy không thấy có lỗi với Thắng Nam sao? Thắng Nam vì huynh bất chấp tất cả, bây giờ luôn bản thân cũng trở thành đào phạm. Huynh có thấy có lỗi với nó không? Không lẽ tôi thật sự không thể làm được gì sao? Phải, bây giờ huynh không cần làm gì hết, chỉ cần huynh giữ lại sức khỏe, sau đó nghĩ cách cứu bà đại nhân. Hai ngày nữa tôi mới đến thăm hai người được, tiện thể đưa thức ăn cho hai người luôn. Thắng Nam, bây giờ khắp nơi đều đang chấp nhận hai người, hai người phải hết sức cẩn thận mới được. Thật ra con cũng rất lo lắng. Từ khi Hà Hỷ bị giết trong ngục, chứng cứ của Bao đại nhân thì bị đánh tráo, con luôn suy nghĩ có phải Điền Thăng phái người giám sát chúng ta hay không. Sau khi hai người trở về Khai Phong phủ phải cẩn thận nha. Yên tâm đi, bọn ta sẽ không sao đâu. Ngược lại ta rất lo cho Triển Chiêu, bởi vì tâm thần của huynh ấy còn chưa bình phục, ta sợ huynh ấy sẽ... Thúc yên tâm, con sẽ lo lắng cho huynh ấy thật tốt, để huynh ấy không xảy ra chuyện gì đâu. Chỉ sợ huynh ấy không chịu tiếp nhận ý tốt của con. Nhị Thúc, không phải Thúc từng nói con không phải là người dễ dàng bỏ cuộc sao? Cho dù sau này huynh ấy trở thành người gì, con cũng sẽ cùng Triển đại ca cùng tiến cùng lui. Minh Nguyệt, tỷ không cần lo lắng quá đâu. Sẽ có một ngày chân tướng đại bạch, chúng tôi sẽ trở về Khai Phong phủ. Được rồi, hai người mau đi đi, trên đường cẩn thận đó. Ngày mai sẽ đến thăm con. Bản thân cô cũng phải cẩn thận đó. Quá tốt rồi. Thật không ngờ Âu Dương Thăng Đàm và Triển Chiêu vẫn chưa đi xa, đang trốn ở chỗ đó. Lần này ta thật sự phải cảm ơn cô rồi. Hả Minh Nguyệt? Tôi đã giúp ông tìm được Triển Hộ Vệ rồi. Ông mau thả Tử Lạc ra cho tôi đi. Đừng sốt ruột, đợi bổn phủ thật sự bắt được bọn chúng mới nói đi. Ông... Người đâu? Đại nhân, có gì căn dặn? Lập tức triệu tập thủ hạ, sáng sớm ngày mai theo bổn phủ đi chấp nã trong phạm triều đình Triển Chiêu. Dạ. Để mụ giúp huynh. Cảm ơn mụ. Sát. Đi, đi mau, nhanh lên, nhanh lên. Đại nhân, con phát hiện được Triển Chiêu. Hả? Sao lại vậy chứ? Ta nghĩ bây giờ bọn chúng còn chưa đi xa đâu. Đuổi theo cho ta. Dạ. Dạ. À.
chỗ này. Nhị Thúc, may là Thúc thông báo kịp thời, nếu không chúng con đã lọt vào tay Điền Thăng rồi. Âu Dương Huynh, huynh làm sao biết Điền Thăng muốn phái người đến bắt chúng tôi chứ? Tôi tự nhiên có cách của tôi. Nhưng hành tung của chúng ta luôn rất cẩn mật, cuối cùng Điền Thăng làm sao biết được chứ? Không lẽ, không lẽ là bọn người cứu Triển đại ca lộ ra phong thanh? Không đâu, họ đều là sinh tử chi giao của ta, tuyệt đối không thể bán đứng chúng ta. Vậy có lẽ con quá đa nghi rồi. Sao vậy Triển đại ca? Nếu không phải bởi vì tôi quá vô dụng, cũng không cần hại các người phải trốn đông trốn tây nữa. Triển Chiêu à, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của bộ Bình huynh, bây giờ chuyện trước mắt phải làm chính là ở đây chữa lành vết thương, còn những chuyện khác đợi sau này mới nói đi. Cô dám gạt ta? Nói ta biết, có phải cô thông báo cho đám người của Triển Chiêu bỏ chạy không? Không có, tôi không có làm gì. Cô nói thật đi, rốt cuộc chúng đang trốn ở đâu? Tôi không biết. Xem ra cô chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Nếu cô không lo đến tính mạng của con trai mình,